Nhận định soi kèo bóng đá Tottenham Hotspur với Wolves. 20 giờ 5 phút ngày 16 tháng 5 năm 2021. Một lần nữa Tottenham lại đang cho thấy được sự bất ổn khi để thua Leeds với tỷ số 3-1. Vòng đấu này sẽ tiếp tục là một thử thách với tân huấn luyện viên Ryan Mason khi Wolves chưa bao giờ là một đối thủ dễ chơi tại Premier League. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Khi Harry Kane cùng Son Heung-min không thể gồng gánh được những sai lầm suốt những năm qua ở hàng thủ của Spurs, thật khó để đội bóng này có thể giành được tấm vé tới đấu trường UEFA Champions League như cách huấn luyện viên Mauricio Pochettino từng làm trong quá khứ. Bổ nhiệm một huấn luyện viên thậm chí có tuổi đời ít hơn cả những Gareth Bale hay Hugo Lloris như Ryan Mason cũng chỉ là giải pháp tình thế tới từ ông chủ Daniel Levy trong lúc tìm kiếm một cái tên có chất lượng hơn trên thị trường tuyển dụng. Huấn luyện viên, không ai còn nhận ra hình ảnh một đội bóng từng về thứ bảy trong hai mùa gần nhất. Bầy sói đã không còn tạo ra được sự bất ngờ như trong hai mùa giải đầu tiên lên hạng. Không những thế, ông Nuno Santo còn chịu không ít khó khăn về mặt lực lượng khi những trụ cột như Raul Jimenez hay Johnny Otto dính chấn thương dài hạn và vắng mặt ở phần lớn thời gian mùa này. Vị trí thứ 12 hiện tại đảm bảo cho đội chủ sân Molineux một suất trụ hạng và họ cũng khó lòng tiến xa hơn ở mùa giải năm nay. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha lúc này có lẽ đã nghĩ về mùa giải sắp tới. Về đối đầu, gà trống nhỉnh hơn hẳn đối thủ tới từ miền Trung. 20 trận đối đầu gần nhất, Tottenham thắng 10, gấp đôi con số của đối thủ. Dù vậy, 5 lần chạm trán đã qua kể từ khi Wolves trở lại giải ngoại hạng Anh đang cho thấy sự cân bằng với 2 chiến thắng chia đều cho mỗi đội. 5 trận đấu gần đây của Tottenham Hotspur cho thấy xu hướng tài khá rõ ràng. Ngoại trừ trận thua 0-1 trước Man City tại chung kết Carabao Cup, đội chủ nhà cùng các đội thủ của họ tạo ra tới 4 trận xuất hiện trên 2 bàn. Dù vậy, Wolves lại là đội bóng không có sự bùng nổ lớn ở mùa này. 5 trận gần nhất của họ chỉ có 2 lần xuất hiện tại. Họ cũng là đội bóng cho đến lúc này chưa một trận đấu nào ghi bàn ở cả 2 hiệp. Những thống kê cho thấy rõ sự sa sút của thầy trò ông Santo ở mùa này. Với tương quan hiện tại, các chuyên gia sẽ thiên về chiến thắng cho Tottenham và xỉu cả trận. Soi kèo hiệp 1 trận Tottenham với Wolves. Ở hiệp 1 các trận đã đấu mùa này, Tottenham luôn có sự khởi đầu khá tốt. Họ có tới 65% số trận lập công ngay ở 45 phút đầu tiên và 71% số trận sạch lưới trong khoảng thời gian này. Đội khách Wolverhampton thì thể hiện sự kém cỏi trên hàng công với chỉ 24% số trận họ chọc được thủng lưới đối thủ ở hiệp 1 và 53% số trận trắng lưới. Với mục tiêu cũng như tương quan đội hình hiện tại, các chuyên gia tin tưởng lựa chọn gà trống cho hiệp đấu thứ nhất. We'll be right back.